Tính ra ấy, để mà dự đoán về những cái gọi là dạng cầu cũng như là cầu tiếp theo của anh mình đi gì ấy, thì nó cũng khá là dễ anh em ạ. Hello, xin chào anh em. Chào anh em lại quay trở lại với cả channel của mình các bạn nhé. Hôm nay thì anh em chúng ta thì đang có mặt tại con game rất là quen thuộc, đó chính là TTC anh em ạ, thiên đường của những trò chơi. Mà để mà nói ấy, thì cái việc này chúng ta gọi là xác định cái xu hướng của cái dạng cầu ấy nó cũng rất là quan trọng đúng không anh em? Việc mà ví dụ như chúng ta xác định xu hướng nó sẽ ngắn hay là xác định xu hướng nó sẽ dài thì nó cũng gọi là sẽ quyết định thêm cái yếu tố là chúng ta có thể ăn được nhiều hay ăn ít anh em ạ, đúng không? Thì ở đây ấy, thì ở phía trước của cầu ra ấy, thì các bạn thấy rằng là đây là một cái dạng cầu khá là ngắn đúng không? Ngoài hai cái dạng cầu bệt là bốn con tài và bốn con xỉu này ra thì chúng ta gần như là chạy đến gọi là 90% đó là dạng cầu gọi là 1, 2, 3 được chưa? Vậy thì ở đây ấy, thì mình cũng khẳng định với các bạn luôn là gì, khi mà chúng ta gọi là gặp những cái dạng cầu như thế này ấy, thì cái cách chơi hay nhất của anh em mình đó chính là đánh 3 phát liên tiếp vào một cửa. Để sao? Thứ nhất là chúng ta sẽ săn cả cầu bệt, thứ hai là chúng ta sẽ vừa là áp dụng được cả cầu ngắn cũng như là vừa theo cầu ngắn chứ không phải bẻ anh em ạ. Ví dụ cho anh em ở đây nhá, chúng ta sẽ đánh như này, hai củ đi, bốn tay thì chúng ta 2 4 6 à, 2 4 8 16 à, thì lẽ ra mình phải đánh một củ rưỡi thôi anh em ạ, thì chúng ta sẽ gấp được bốn tay là đẹp nhá. Mình sẽ bị ba tay thôi nhỉ? Ừ đúng rồi, ba tay thì được anh em ơi. Ba tay thì được, ba tay thì được anh em ạ. Mình sẽ đánh thẳng vào cái ô nó vừa ra, đánh đúng ba tay liên tục luôn. Được chưa? Vừa làm sao mà căn được bệt, vừa làm nổ không? Úi không nổ ạ. Đôi sáu rồi mà không nổ kìa anh em ơi. Đấy, cách chơi gọi là hữu hiện nhất và cũng như là hiệu quả nhất ở đây các bạn nhé. Rồi. Nó ra rồi đúng không anh em? Nó đang ra rồi đúng không? Chúng ta vẫn sẽ làm một tay hai củ tiếp nha. Chúng ta vẫn sẽ đánh đều một tay vào hai củ ở cái dạng này các bạn nhé, đánh đều nha. Ta vẫn sẽ đi đều một tay vào hai củ vào cái dạng cầu gọi là như thế này để có thể gọi là duy trì được anh em ạ, để có thể duy trì được anh em ạ. Nào để xem cầu nha mọi người, để xem cái dạng cầu chạy gì nha. Đó, đã xác định là đánh gọi là thẳng vào một mặt rồi đấy các bạn. Được chưa anh em? Xác định là đánh thẳng vào một mặt là coi như là chúng ta cũng cũng là tính đến cái trường hợp gọi là đi đi lùi rồi đấy, được chưa? Cũng tính đến cái trường hợp gọi là đi lùi lại rồi đấy các bạn ạ. Nào đâu rồi? Ra gì phải nói cho nhau nghe nào. À, lúc ấy mình tưởng là nổ với anh em ạ. Thấy nhiều chân quá mà tưởng nổ cơ. Đấy các bạn nhá, mình đánh ba tay thôi các bạn ạ. Hoặc là đây nhá, ví dụ như ở đây này, anh em mình có thể dừng. Tại vì sao? Đây là ba tay rồi các bạn, đây là ba tay tê rồi, mình vào thì vào vụng một tay mà, được chưa? Thì ở đây là ba tay tê rồi, chúng ta có thể dừng, bởi vì là nó sẽ là một cái gọi là dự manh, cái manh gì nhỉ, người ta gọi là cái ranh giới giữa gọi là ngắn và bệt đúng không? Bởi vì là chúng ta đang chạy rất là nhiều cầu ngắn nên là anh em cũng đôi khi là cũng hơi sợ cầu ngắn đúng không? Đó thì đây là một cái gọi là ranh giới rất là sát nhau anh em ạ. Đó, một cái ranh giới thì cũng cũng khá là sát xít nhau các bạn nhá. Được chưa? Một cái ranh giới cũng khá là xa xít đấy. Vậy nên là chúng ta bỏ đi. Ví dụ như tay sau mà nó đi bệt thì ok, chúng ta gọi là hưởng ứng của bệt. Hoặc là bây giờ là nó đi ngắn thì tay sau mình lại đánh ba con ngắn tiếp. Ba con vào cái ô vượt ra nhá. Nếu mà để tay sau đúng không? Thì chúng ta lại đánh tiếp, lo gì đâu mà. Tỏa sờ mái đúng không anh em? Anh em mình chúng ta lại tỏa sờ mái, anh em chúng ta lại tỏa sờ mái ngay. Đó, chúng ta đấy thì không anh em thấy không, mình không đánh vội bởi vì mình biết là đôi khi nó không bệt mà anh em, đôi khi nó không ra được bệt, đôi khi nó không ra được bệt anh em ạ, đôi khi nó đâu có ra được bệt đâu đúng không anh em. Đó, tự nhiên mình đánh làm cố điểm thì cũng khó mình đúng không, nên thôi không cần. Được chưa? Đây nhá, đánh chuẩn chỉ nhất này, đánh tiếp này, lại hai củ x tiếp này, đánh vào cái con nó vừa ra luôn anh em ạ, được chưa? Anh em chúng ta sẽ đánh lại vào cái con nó vừa ra, đánh lại vào cái con nó vừa ra luôn các bạn nhé. Đấy, chuẩn chỉ nó phải như vậy, chuẩn chỉ nó phải như vậy các bạn ạ. Chuẩn chỉ nó sẽ phải là như vậy, chuẩn chỉ nó sẽ phải là như vậy các bạn ạ. Đây. Căn cầu anh em, đấy đôi khi nó chưa ra bệt tiếp anh em ạ. Mình thì mình thích là nó sẽ ra bệt tiếp để cho anh em mình gọi là căn căn tí, nhưng mà đây nó kéo ra thì thôi. Đúng không? Không ra thì thôi, không ra thì thôi anh em ạ, quan trọng gì đúng không? Không ra thì thôi chứ quan trọng gì.
Không ra thì thôi chứ quan trọng gì, không ra thì thôi chứ quan trọng gì, đúng không? Ra được thì ngon mà không ra được thì thôi. Mình cứ đánh ba tay thôi anh em ạ. Nhờ chấp cầu luôn anh em ạ. Đấy, nãy nó ra 22 này, bây giờ nó ra ở đâu anh em? Nãy nó trả cho anh em mình cái cầu 22 chứ bây giờ nó có ra ở đâu? Bây giờ thay đổi cầu ngay à? Nó thay đổi một cái dạng cầu khác ngay, nó thay đổi một cái dạng cầu khác ngay à? Xem nào. Đấy nha, tiếp tục nhá, 2 thì lên 4 nhá mọi người nhá. 2 thì lại lên 4, 2 thì lại lên 4 nhá mọi người. Chuẩn như sách giáo khoa luôn. 2 thì lại lên 4, 2 thì lại lên 4. Hai thì lại lên 4. Ok chưa? Đỡ rồi để nặn đi cho nó vui anh em ạ. Chứ mở bát ra luôn thì nó hơi hơi chóng vánh. Mở bát ra luôn thì hơi chóng vánh các bạn ạ. Để nặn cái đi cho nó vui ha. Nặn cái đi cho nó ui nổ không? Ê nổ rồi anh em ơi. Vãi, nổ rồi. Ê, hũ nó còn nổ bên kia ạ. Thế tiếc thế. Hũ nổ chéo anh em ạ. Trời, nhưng mà hũ này tính ra là ăn được có một nhỉ. Cũng cũng ngon đấy nhưng mà anh em mình hơi tiếc bạn ạ. Vẫn là cái khung giờ đẹp các bạn nhá, đúng 6:30 luôn anh em. Đúng 6:30 luôn. À cái giờ hoàng đạo mình bảo với anh em rồi đấy, đúng không? Lần lần nào cũng thế. Cứ 6:30 cho đến 8 giờ là kiểu gì cũng nổ hũ, ngoài đúng kiểu luôn. Vẫn 6:30 nổ hũ luôn, vừa bắt đầu cái khung giờ luôn anh em nhá. Vừa bắt đầu gọi là vào cái khung giờ phát nổ hũ luôn anh em ạ. Trời. Ác nhờ. Vừa bắt đầu khung giờ, vừa bắt đầu với khung giờ phát nổ hũ luôn. Thì quá kinh khủng. Quá là kinh khủng, quá là kinh khủng khiếp luôn. Đây, phải vẫn dí thêm một tay lửa đi các bạn. Vẫn dí thêm một tay lửa nhá. Và mình cũng nói với anh em luôn rồi đấy, chúng ta cũng phải gọi là tính toán những cái trường hợp gọi là cả bệt lửa cũng được. Đúng không? Tính toán đến những trường hợp gọi là cả bệt lửa cũng được anh em ạ. Ây à, thế thì tay từ tư rồi, tay này phải khó, tay sau, tay này bỏ nhá. Tên này bỏ, tên sau mình đánh các bạn ơi. Tên này chắc là mình sẽ bỏ, tên này sau mình đánh các bạn ạ. Tên này sẽ bỏ để tên sau mình đánh nhá mọi người nhá. Khả năng cao là anh em chúng ta phải gọi là duy trì đấy. Khả năng cao là cũng phải duy trì, khả năng cao là cũng phải duy trì đấy các bạn ạ. Càng nhờ. Càng đét đẹp luôn, càng đét đẹp luôn. Căng đét đèn đẹp luôn, các tên đẹp, căng đét đèn đẹp luôn anh em ạ. Thôi để được rồi, xem mình xem đợi đợi đi. Anh em mình sẽ đợi một tay các bạn nhé. Anh em mình đợi đi vậy chứ biết sao giờ đúng không? Đợi đi vậy chứ biết sao giờ, đợi đi vậy chứ biết sao giờ. Mình thì mình nếu mà mình đánh là mình sẽ chắc là mình sẽ gọi đánh ngắn mà đi bệt anh em ạ. Rồi. Tay bệt đúng không? Ok. Tại sao anh em mình quất trọng bệt luôn. 7 thì phải lên đến 16 anh em ạ. 16, 16, ok. Chốt chốt các bạn nhá. Đó, đôi khi chỉ cần đợi cầu thôi anh em. Đợi cái thằng cầu nó chạy, đợi cái thằng cầu nó chạy thôi mà anh em chúng ta gọi là dễ dàng triển khai các bạn ơi. Đợi cái thằng cầu nó chạy để anh em mình qua dễ dàng triển khai những cái thằng cầu sau các bạn bê thôi này. Mà còn kép 15 nữa chứ, kép 15 mà không ra tài 14 thì phí lắm. Kép 15 mà không ra tài 14 thì phí lắm anh em ạ. Quá là phí lỗi phạm luôn á. Không ra thì đúng là phí phạm luôn anh em. Một cái sự đáng trách nếu mà không ra được con tài 14. Ba. Chuẩn cho anh em. Anh em thấy đọc cầu nét không? Đó, đúng tài 14 luôn anh em ạ. Trả lệch đi đâu được anh em ơi. Trả lệch một tiệm nào, trả lệch một tiệm nào luôn các bạn nhớ. Đúng nguyên con tài 14 luôn. Đó, mình bảo rồi mà anh em. Mình cứ đánh 3 phát là kiểu gì nó cũng sẽ gọi là quay lại anh em ạ. Quá dễ. Quá dễ đối với mình luôn anh em ạ. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi và đồng hành cả video của mình ngày hôm nay ở con TTC anh em nhớ. Hẹn gặp lại anh em ở những cái video tiếp theo nhé. Rồi 6 củ, 3 tay quá đẹp.